Hello, chào anh em. Hôm nay tiếp tục giới thiệu đến tất cả anh em ha, thì có ba con mixer. Dòng mixer này là gọi là mixer có công suất nha anh em, kèm theo mixer luôn ha. Tôi gọi là giống như mixer tích hợp cái cục men, cục đẩy nằm trong đây luôn anh em. Tôi gọi là mixer liền công suất anh em. Hàng này hôm nay thì gồm có Yamaha và B-Way, hàng Mỹ nồi anh em. Dòng này thì anh em chơi low bass 30 vô tư nha, hoặc bass 40 vẫn được luôn anh em. Còn Yamaha thì bass 30 ha. Thì những cái dòng này thì nó, nếu nói về nó là hay anh em, có effect có đầy đủ. Dòng này nó có EQ luôn. Đó, tất cả đều có EQ, có là mình chỉnh chỉnh tiếng anh em, chỉnh là dần lượt đó đó. Thì anh em nào có nhu cầu chơi thì liên hệ bên em ha. Thì em về có ba con này nha, có ba con này. Nói chung mấy dòng này thì lâu lâu mới có chứ không có nhiều đâu anh em. Thì anh em nào mà xài nhằn, nhiều trường hợp nhà mình có lo đó, mình muốn cho hỏi cần men đẩy gắn mixer vô là hát luôn anh em. Dòng này là hàng Mỹ nồi anh em ha, anh em cứ xem chiêm ngưỡng lại ha. Đây là B-Way anh em ha, đó là B-Way ha, đó đẹp chưa anh em, đẹp chưa ha. Đây là model nữa anh em ha, XR2012 20 in là 20 đường vào. Đây là master, con là công suất là 1200W, là nhân 2 là 600W một kênh, anh em lưu ý nha. Đó, còn đây là EQ anh em á, còn trên đây là cái dãy led, dãy led khi mình hát nó chớp chớp như đây nha, nó chớp nó báo mình xài cái ngưỡng cái nào cao nhất, cái hú này kia nó báo đèn lên luôn anh em, để chỉnh cái EQ này xuống cho nó cắt hú luôn nha anh em. Cái con B-Way nó đặc quyền cho nó anh em, thường mấy cái EQ nó lượt tiếng nó cũng làm được gì luôn anh em á. Đó anh em xem ha, đẹp, con này đẹp lắm anh em, đẹp lắm, mẫu mã rất đẹp mà âm thanh hay nữa, hàng Mỹ anh em. Đó, còn đây là con Yamaha anh em ha, 5014 Yamaha. Đó, con này thì 500W một kênh, con này 500W một kênh. Thì anh em cũng thấy ha. Đó. Thì những cái dòng này, con này thì nó từ 1 đến 1 2 3 4 5 6 7 8 thì 8 đường mic anh em ha, ghim được 8 đường mic và đường CT 1 2 3 4 4 đường CT ha anh em, 4 đường CT. Thì đó, thì anh em lưu ý ha. Còn tới cái con này thì kiếm được 1 đường mic, 2 đường mic, 3 đường mic, 4 đường mic, 5 đường mic, 6 đường mic, 7 đường mic, 8 đường mic, 9 đường mic, 10 đường mic, 11 mic, 12 mic luôn. Nó xài 12 đường mic đó anh em. 22 đường mic đường CT nha. Đường CT đó là 1 2 3 4, 4 đường CT, 4 đường CT nha anh em. Đây nó để là CT, CT nè, là mono 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 này ha. Đó anh em thấy chưa? Đó. Thì thôi em sẽ quay phía sau cho anh em coi nha. Thì sẽ nói gì con này ha. Thì những cái con này thì anh em nào có xem về nội thất này kia ha, thì anh em xem bên cái kênh Vũ Mr. G anh em ha, Vũ Mr. G anh em coi kênh đó nha. Còn kênh này chỉ giới thiệu sản phẩm thôi nha. Kênh kia vừa em chỉ quay từng cái thôi. Còn cái này thì em làm giới thiệu từng sản phẩm luôn. Còn những cái dòng test này kia anh em cứ cứ coi bên đó ha, hoặc hướng dẫn bên đó anh em xài luôn nha. Thì sau này làm hai kênh độc lập để, nhưng mà kênh kia chủ yếu nói về mixer thôi nha anh em, không có làm gì hết, em chỉ làm mixer không, hướng dẫn sử dụng rồi mình cho anh em xem nội thất anh em, rồi hướng dẫn sử dụng này kia vân vân anh em. Nói chung như vậy, cái kênh bên đó là chuyên về mixer không nha anh em, nói về mixer thôi. Còn cái kênh Nguyễn Duy Vũ Audio này em bán lo đài, bán đủ thứ, mà đủ mặt hàng anh em ha, anh em lưu ý nha. Làm gì để dễ cho anh em dễ tìm hiểu, cứ mua mixer cứ vô kênh mixer coi thôi ha. Rồi đây là mình em cho anh em coi tổng thể ha. Rồi bây giờ em nói lại nha anh em ha. Thì con này thì nó có 1 đến 8 đường ha. Thì anh em con này để đây là đường vô đường tín hiệu chỉnh gain vào nha anh em, gain đó nè, gain ha. Còn đây là chỉnh chép nè, mic nè, lô mic nè và lô bass nè anh em ha. Thì cái con này thì nó có để giải EQ, nó thì nó có 4 giải nha, tới giải 1 2 3 nè. Đó, còn con này thì nó có cần EQ luôn. EQ nó thì nó có từ 63 hertz đến 16 kg anh em ha. Thì đây là một đường led của nó và đây đường gai nó ha. Thì nó có hai đường EQ nè, EQ chỉnh tiếng anh em. Còn đây là effect rồi nha. Effect nó gồm có 1 và 2 nè. Thì bên đây là gà vợt, bên đây là delay anh em đuối nè, bên đây nè nó để effect nè, delay nè, gà vợt nè, thì nó hai cái nè, bên delay và gà vợt nha. Con này là gọi là hai effect nha anh em.
anh em muốn xài mà delay cộng người vợ thì anh em bấm số 8, chương trình số 8 ha. Đây, số 8 nằm đây ha, số 8 nè, nằm số 8 nằm đây ha. Đó, số 8 nằm đó thì anh em xài cái này là chỉnh tốc độ này ha, chỉnh tốc độ nha anh em. Nó là phần là chỉnh của phần FS nha, khu vực này là FS nha anh em. Còn đây là những cái đường này là volume master nè. Có gì thì em hướng dẫn bên đó, anh em xem em test video đó rồi em ca thử luôn ha. Còn bên đây là đường hai đường này đường volume tổng nha anh em, hai đường này là volume tổng đó này ha. Và đường này đường đánh hát long mono nha, hát mono. Đó anh em lưu ý ha. Còn hai đường này đường là master, xài đường master mono ha, anh em lưu ý ha. Còn FS lớn nhỏ nằm đây ha, FS nè, FS tổng nè ha. FS tổng nè anh em, FS tổng nè nha, anh em lưu ý ha. Đó. Thì đó là phần giới thiệu sơ sơ. Còn cái này hai cái đèn để đánh nhạc chớp lên chớp xuống anh em. Rồi đèn này bằng này là áo út gửi đi ha, anh em lưu ý nha. Còn đây là những cái đường kim, đường gắt bông sen. Rồi xong, em sẽ quay phía sau cho anh em coi nha. Đó, quay về phía sau cho anh em coi mấy con phía sau ha, để anh em coi coi về nó nha. Rồi, đây là phía sau của con mixer anh em ha, anh em coi lại ha. Nó đây là phía sau nó rồi nha. Con này bên trong anh em nhìn gấu lắm nha anh em, nó nặng dữ lắm nha anh em, nó nặng lắm ha. Cái này nó tới gần 30 kg vậy, nghe anh em không nhẹ đâu, nó nặng lắm, bưng lên dịu tay đó. Đây là phía sau nó là 12 mic Shure XR2012 ha, 20 input ha, CS800 ha, power ha anh em. Thì đây là cái phía dưới là ghi là min A nè anh em nha. À, đây là những cái thông số đó. Còn đây là nút đây là ghim chui điện vào đây. Điện 100V nha anh em, hàng 100V thì em tắt nguồn mở nguồn đó nè. Đó, còn trên đây là tín hiệu già mấy cái đường Canon đó nè anh em, ghim đường mic nè ha, nó 1 2 3 4 là 5 là 6 là 7 nè, 8 là 9 là 10 là 11 12 nè ha. Đó, đường 12 line ha. 12 line thì CT thì 1 2 3 4 đường CT. Nó gọi là 20 đường in nè. CT là 1 và 2, anh em thấy không? Ở đây nó đem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nè. 8 là anh em thấy chưa? Đó, còn đây là mic ha. Còn đây là đường galo anh em. Đường galo nằm đây nha. Anh em ghim cái lo vô đây ha. Thì đây là led nè. Và đây là gai nè. Anh em thấy không? Này gai nè ha. Ở trên là led nè ha. Ở trên đây là lo chết nè. Lo trái nè. Dưới là lo phải nè ha. Anh em lưu ý ha. Còn đường này đường hát ga mono out anh em. Đường tất nhiên là mình ghim vô mình hát qua cái đường mà đánh đường súp đó, đánh ghim ra đó. Còn đây là đường send gửi đi, đường là master out nè, đường là tín hiệu ga nha. Nó này là đường power in ha. Rồi, thì đây là em nói về cái con B-Way nha anh em, B-Way ha, con mixer B-Way XR2012 nha anh em. Con này thì hỏi nói hàng Mỹ nha anh em, hàng mid A luôn đó, điện 100V. Còn đây là con Yamaha ha. Để em quay về con Yamaha về phía sau cho anh em coi luôn ha. Sẵn mình nói chi tiết cho anh em coi ha. Về chức năng hôm hổm mình giờ cũng chưa nói mấy con này gần ha. Hôm nay em đăng ba con này tất cả đều là mixer liền công suất nha. Còn đây là phần giới thiệu sơ lại con này ha. Con này thì nó có phép nè, từ 1 đến 16 nè. Đó anh em ha, eco và cao kia cô này thường xài cái số 9 là hay nhất. Này EQ nó cũng có 16 kg nè, từ 63 nè đến 16 kg nè. EQ chỉnh tiếng đó anh em ha. Con này là Yamaha nha anh em, Yamaha. Đường này tín hiệu vào nó từ 1 đến 10 và hai đường 4 đường CT cũng gian con kia, gian con B-Way. Đây là đường vào ha. Còn đường chỉnh đường giải vào nè, gain nó là gain tổng nha. Còn này cơm nè, cơm là mình cắt cái ngưỡng của nó. Còn này là chép nè, mic nè, lô mic nè. Đó, nó hiện nó ba đường vào nha. EQ nó ba dải, anh em lưu ý ha. Rồi xong. Đây là khu vực này là chỉnh là volume tổng của thằng Echo. Còn này là volume tổng của mixer. Nó mình lại đẩy lên hát. Còn này đường volume tổng của tín hiệu vào anh em ha, tín hiệu vào nha. Rồi em quay lại phía sau cho anh em coi nha. Đó, quay về lại phía sau cho anh em coi phía sau con này ha. Đó, rồi đây là phía sau của con Yamaha anh em ha. Đây dòng Yamaha, mấy dòng này là dòng Indo nha anh em.
cái điện 100V 500W, hàng min Indo nha anh em. Thì đường này nó xài có được một đường là bích công, đường bích công là mặt đường 6 ly, đường galo, này là galo nha anh em. A nè, này B nè, A nè, thì trái và phải đó. Thì nó ra đường lo nè anh em lưu ý nha. Đó. Từ nó hát từ lo đến từ 8 đến 16 ohm và từ 2 ohm đến 4 ohm đến 8 ohm luôn. Nói chung con này nó chơi từ 2 ohm đến 4 ohm đến 8 ohm luôn và đến 16 ohm luôn anh em. Maximum nó là 500W 4 ohm ha, anh em lưu ý nha. Lát gai nè ha. Đây là hai cái quạt gió nằm đây nha, hai quạt gió nằm đây. Khi chạy anh em đủ nhiệt nó sẽ chạy nha. Dòng nó mấy dòng mixer này thì liền công sức nó vậy đó. Thì con kia nó cũng vậy nha anh em, nó có quạt luôn nha anh em, nó có quạt gió luôn. Em đẩy lại nha. Rồi, đây thì con này nè, như cái con này thì nó có cái quạt anh em nè, đây có một cái quạt nè ha. À, đây có một cái quạt nha. Là con Bway đó. Thì giống như con mình đó, nó có cái quạt luôn nha anh em, nó có quạt luôn á. Để lại cho nó rồi vậy đi ha anh em. Rồi hôm nay thì em có ba con mixer này đó anh em ha, anh em này tranh thủ mua ha. Đây là phía sau của cái con Bway, con này là con Yamaha ha, con này là mặt phía trước nó nè. Đó anh em nhìn ha, nặng lắm nha anh em, nó nặng lắm mà nó dày lắm, nó không mỏng đâu à, nó rất là mỏng dày anh em, nó dày lắm nè anh em nhìn cái góc nó nè. Con này nặng gần trên cỡ 20 kg, không nhẹ đâu. Rồi con này thì nhẹ nè, con này chạy nguồn xung, còn con này nó chạy tăng phô nên là nó nặng. Anh em lưu ý nha, Bway này, Bway của Mỹ nha anh em, Mỹ xịn luôn á, Mỹ xịn luôn. Dòng này là mixer liền công suất. Rồi vậy đi, để nói cho những anh em hiểu nha. Rồi hôm nay em cũng có ba con mixer này, anh em nào có nhu cầu mua thì nên mua đi nha, hay á, với game lo vô hát thôi, hỏi làm gì hết. Rồi em cũng kết thúc video, hẹn anh em những video kế tiếp nha anh em. Xin chào anh em.